Hello 500 anh em nha. Hôm nay mình sẽ làm lập cái clip review cái con ẹt sớm 2 tự do này. Thì nói chung là bây giờ cũng hơi trễ rồi. Cũng 12 giờ mấy đêm mà mới làm về tới nên sẵn tiện quay cho anh em xem luôn. Để xíu người ta xuống mua không có clip để quay cho anh em xem. Thì để quay cận cảnh cho anh em xem nha. Đây. Xe đang đi vô NLK. Xếp bô này là xếp bô thịnh nha anh em, cổ 3 khúc. Cái phần này là bị mớp nha, bị mớp gì ở chủ trước gắn giò đạp và đạp mớp còn của bô này rồi đó. Còn áo thì mới tinh luôn, đỏ này là đỏ đậm, đi tem một và đông rất là đẹp. Xe đội công là 62 tự do nha anh em, nhìn cái thớt này là chắc hơi bị mệt rồi. Này là lắp trao nha anh em, lắp trao 33 ICZ đeo mô pin sắt. Đây đi một cây trợ lực giúp cho anh em có thể ra xe tự tin hơn. Và đã khoét ngang áo nha, khoét ngang áo trong đây rồi, khoét mình mới bắt được cái phục trong đây rồi mình mới đưa ra được đó. Xe đi phục đã kinh bôi mình giấu. Bát này là bát lấy chìa làm bát luôn cho nó đẹp xe chứ gì ạ. Nhưng mình xe mình đang đi ra gấp dài nha anh em, gấp của 150 nha. Này thế thì mình 12 giờ mấy đêm tối, hơi tối anh em chịu khó coi nha, tại vì tranh thủ quay đằng xíu người ta cứ lấy xe không có quay được, đâm này đâm phay đó. Cầm chrome sáng chói đó. Nền nhôm, vỏ này là vỏ nhỏ nha, vỏ 60 thôi, đi cho đẹp xe với lại da xe lẹ hơn. Phần máy thì anh em là chơi xe thấy cái thớt này chắc cũng muốn bệnh rồi ha. Thớt này của nó là 18 ly nha anh em, 18 ly có nghĩa là gen zin, gen này là gen zin đôn lên đó, gen zin đôn lên số bóc 22-24. Thì xe này anh em nào có theo dõi thường xuyên sẽ biết xe này là đã canh chỉnh bên lò con tế các bạn rồi, và bên đó sẽ có dàn hơi xe này. Vì khuya rồi mình không có thể test dàn hơi anh em nghe được, cũng 11 giờ mấy đêm, bỏ 12 giờ mấy đêm rồi không có test anh em nghe được, nói chuyện quay cam cũng mới lớn nha anh em. Thớt nè ha, máy là đi máy khô nha đó. Thì xe thì nó chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhìn nó đơn giản chứ nội công rất là thâm hậu nha anh em. Xe đang kẹn xà beng hết, quay ấn trước cho anh em xem, vỏ là mới thay luôn, gai còn luôn nha anh em, vỏ này vỏ 50 gai còn luôn, để phải thái ốc kẹo các kiểu. Bây khuya là mình không có nào test nha anh em nghe được, anh em thông cảm nha. Thì xe em đã đi được đèn led rồi đó, nghe thấy không, đèn led rất là sáng xe luôn, đã có đèn led rồi. Cho anh em nào đi đêm mà chơi gala mà xe không có đèn á thì anh em có thể đi về và chơi thôi. Đèn led câu dây điện vào phần đèn luôn, bóp trái nè ha, bóp trái nè đó. Rất là tiện cho anh em nào mà thích đi gala vào ban đêm khuya lơ khuya lắc rồi đó, cái đèn này rất là thân tiện cho anh em đi xe là xi nhan rồi, nói chung là full hết đó, anh em thấy không? Xe này chỉ là chỉ nó không nó xe chỉ quay bánh chứ không có đề nha anh em, không đề không đạo, anh em có thể về cuộc đời AT có thể đề bình thường như mọi xe khác đó, chứ không phải là thất lòng lớn không thể được. Vì quay trong điều kiện khó khăn nên anh em thông cảm nha, vì xíu nữa người ta xuống người ta lấy xe rồi, xe vừa xong là người ta xe chưa kịp xong là người ta đã cọc báo xe xong và sẽ xuống lấy xe liền, nên mình không nào quay dàn hơi cho anh em nghe được. Anh em nào thắc mắc bên dàn hơi xe này như thế nào thì anh em có thể qua Facebook của anh Tí Cái Bè, anh em sẽ thấy được chiếc xe này đó, anh em có thể nghe dàn hơi bên Facebook của anh Tí Cái Bè này, và cái thức cho anh em xem để anh em vô cái trang của anh Tí này anh em có thể dễ tìm kiếm đó.
Xe này là phần giấy tờ, là giấy tờ đầy đủ chính chủ nha anh em. Biển 65. Nói chung là máy móc thì xe này rất là êm, sẽ đi máy khô. Anh em xem. Anh em nào có nhu cầu mua bán xe hay gì đó thì cứ liên hệ Facebook của mình. Facebook của mình là Bé Thiện. Số điện thoại là 0363 413 885 nha anh em. Thì xe thì bán tiền nào của đó thôi, anh em xuống mua xe thì có thể test thoải mái. Được thì anh em lấy, không thì anh em vui vẻ đi về. Nó chứ không có vấn đề gì hết, mình bán xe rất là dễ chịu. Xe có sao là báo vậy hết. Không báo vậy là sai tình trạng của xe. Đó, không có vẻ tình trạng của xe. Cho nên anh em cứ yên tâm, ở ngoài cầm thoại nó hơi khó tí. Xe mình chọn rất là đơn giản, chọn theo style đường phố, đó, dán zin nha anh em. Anh em mua xe có thể test trực tiếp nha. Chứ anh em ở xa mà muốn mua xe thì có thể mình sẽ kẹp phone video cho coi, và nếu ok thì sẽ cọc cho mình sẽ chuyển về tới nhà. Đây, con này là 62 tự do nha anh em. Xe rất là keng luôn. Keng động, cộng độ êm, cộng độ lực nữa. Thì những xe như thế này không có giá nào thấp đâu nè. Anh em cầm tiền bây giờ dọn chiếc xe như thế này. Giá mình đang kêu giá xe giấy tờ đầy đủ nha. Có chứng minh chủ cũ, công chứng luôn. Anh em sang tên có thể nhờ cò và liên hệ chủ cũ. Giá xe này mình kêu bán là 2x lớn. Xem xe và xem xe giao dịch tại trực tiếp tại Long An Cần Đước nha anh em. Anh em nào chưa biết hút của mình thì vào hút Bé Thiện có thể theo dõi nhiều xe bên đó nha. Cảm ơn 500 anh em đã xem clip của mình. Thì clip này mình không test nhanh hơi được, anh em thông cảm nha. Anh em là thắc mắc cứ comment bên dưới mình sẽ trả lời nha. Vì anh em nhớ đăng ký và ủng hộ kênh YouTube của mình. Sau này mà mình biết về công nghệ thêm thì mình sẽ gắng làm nhiều clip hơn. Tại vì mình không biết kiếm tiền cho YouTube anh em. Anh em nào biết mà có thể hướng dẫn cho mình cảm ơn rất là nhiều nha. Đó, mình chỉ quay đơn giản vậy thôi. Rồi, tạm biệt 500 anh em nha. Nhớ liên hệ của mình Bé Thiện nha anh em.